Giamsai kính chào quý vị và các bạn. Giamsai là có mặt tại nhà anh Lưu Trường Sơn. Giamsai là vào đây chia sẻ quý vị không gian và một số tác phẩm anh Sơn đang làm. Thì thấy anh Sơn chia sẻ là anh đang làm cây hai thân dưới kia. Giamsai xuống đây chia sẻ cái tác phẩm này trước nha. Đây, trên đường xuống anh bày đây. Quý vị nhìn thấy không gian thích không? Nói trêu tí anh vào cũng đẹp vừa vừa, nhưng mà video sai thấy rất là đẹp. Đẹp về không gian. Đây là một chữ cổ này, quý vị này. Một cái cổ của anh rất đẹp này. Xung quanh thì chân khuôn viên rất đẹp. Đem ra chia sẻ ở phòng trước này. Anh trưng bày như triển lãm quý vị ạ. Thật sự như triển lãm luôn. Anh bày từng bộ một đâu ra đấy. Khi chúng ta đến đây ngắm thì không đúng như triển lãm, bày triển lãm luôn. Đấy, từng bộ một quý vị nhé. Anh bày như này như triển lãm ấy anh ạ. Đi đến đâu ngắm từng bộ một. Dạ vâng ạ. Đẹp lắm quý vị ạ. Mời quý vị đến với anh. Chúng ta vừa thưởng thức cái đam mê của mình, vừa chiêm ngưỡng cái tác phẩm của anh làm. Dạ vâng ạ. Và ví dụ như là cứ mỗi một cái chòi ống nước của anh em mình ấy là một bộ như này thôi, để bên cạnh anh ạ. Đúng không anh? Rất là đẹp. À, đây anh Sơn đây nhá. Anh Sơn chào mọi người đi ạ. Và anh Sơn cho em hỏi cái địa chỉ là gì anh Sơn? Đây nó thuộc xã Tiến Xuân. À, xã Tiến Xuân gì nữa ạ? Nó thuộc huyện Thạch Thất. Thạch Thất, Hà Nội đúng không ạ? Và số điện thoại của anh Sơn là bao nhiêu anh Sơn nhỉ? Của mình là 0983255227. Mà nếu đến cái địa chỉ này ấy, thì mọi người cứ vào cái Google Map ấy, gõ bonsai Lưu Trường Sơn để đến tận vườn. Dạ vâng, ok. Tiện. Đây anh vừa chia sẻ em cái tác phẩm hai thân anh mới cắt dăm đấy ạ. Và anh làm sửa mấy hôm rồi anh? Mới sửa được hôm này. Một hôm đấy. Vâng, tuyệt vời quá. Và hôm nay tiện đây em xin phép anh luôn, em chia sẻ cái đam mê của anh tới mọi người anh nhá. Bộ dăm thì như em đang nhìn thì miễn chê rồi anh ạ, em thật luôn. Đây quý vị nhìn này, dăm to mập này mà dày. Chia sẻ trước quý vị về phần dăm trước đã. Hôm nay anh đã lộ được hết ra để anh khoe mọi người đấy rồi. Đấy, cái bộ dăm đấy. Sau đó video sai chia sẻ phần bệ và thân cho quý vị cùng ngắm. Đấy, dăm anh làm hầu như bông nào cũng bị như thế hết rồi. Đó. Còn đây phần bệ đây quý vị này. Chia sẻ quý vị phần bệ. Một thời gian nữa khi xong anh sẽ chặt côn lại hết anh làm lại nhỉ? Để chân bệ đúng không anh? Hiện giờ anh đang nuôi rút. Cứ làm dần dần. Và làm dần dần đúng không ạ? Bây giờ thực ra những cây này không cần thiết phải chặt đâu. Vâng. Riêng xanh năm đền mà mình nuôi cái bể nó chặt một chút này tự nó đùng phình lên. À thế ạ. Vâng. Phình đã biến dạng. Vâng ạ. Thế là mình cứ nuôi đúng vào cái khuôn của nó đúng không anh? Vâng. Tự nó phình đều ra. Vâng. Đây quý vị nhá. May quá hôm nay em lên lại vô tình gặp đúng anh vừa mới cắt xong. Em được chia sẻ là hết cái ngược cái đẹp của tác phẩm luôn anh ạ. Dạ vâng ạ. Em thấy anh làm bộ dăm như thế này rồi. Còn là phần thân quý vị này. Đây là nó giữ được nguyên cái bộ cảnh cũ, tức là nó mới được. Vâng. Chính đây, phần thân vệ đẹp nó còn bên này hơn. Vâng ạ. Có em vừa quay một vòng rồi anh ạ. Quay một vòng rồi. Những cái này cứ phải ngắm từ xa nó phê anh ạ. Đấy, vào đây. Đây, đây. Phải ngắm cả gần cả xa. Vâng, đây nhìn đây. Em có thể ngồi xuống thì em sẽ thấy được. Vâng.
đúng không ạ, như cái này xong các bạn, vâng đấy, lễ phong mây rất đẹp đấy, đường ngắm của anh là như thế đấy. Khi mình ngồi xuống là mình giải chiếu, mình ngồi đây đấy. Vâng, em cũng hay nói vui mà thật, lấy bầu trời làm nền anh ạ. Đấy quý vị nha, anh nhìn thấy hết không ạ? Đó, cốc bổ ngọn chỉ anh nhỉ, đẹp phong pháp, anh xếp bóng. Đấy quý vị này, còn đây phần bệ bên này quý vị này, này anh bảo này, nhìn này phê này. Đó, vâng, cứ từ từ lên. Đây bên này cũng nhiều cái giúp anh nuôi, nó cũng đang bắt đầu có độ méo của thân kìa. Đây cái nu cây, méo thân cây nó cây rất dài. Và xong quá quá trình nuôi tương đối là lâu rồi. Và tại vì mình làm nó tương đối chi tiết. Anh làm là được bao nhiêu năm rồi anh? Mười mấy năm rồi ạ. Đó, mà anh bảo là cái cốt cổ đang có sẵn rồi đúng không anh? Mấy năm rồi. Và anh chỉ làm phải phần chi răm ấy đúng không? Gọi là chi răm. Đúng rồi. Và anh làm từ đây đúng không ạ? Và đúng rồi, là đây phần chi đây đúng không ạ? Chi và răm này nhỉ. Anh còn nhiều cây cổ lắm, anh đi có một vòng rồi. Cũng nhiều cốt cổ. Đẹp quá. Chào anh em ở đâu nhỉ? À, ok. Rồi. À, video hôm sai hôm nay là đúng rồi. Hôm nay mình cũng vô tình thôi. Được anh cắt ra rồi nên làm rất là đẹp. Đã quay từ rất là nhiều rồi. Mời anh em cứ ngắm đi nhá. Ra đây nó là cái duyên đấy. Đúng rồi ạ. Hôm nay là phải giới thiệu với em là cái cây này của anh cũng có cái tên mà khoe. À, hôm nay anh khoe được không ạ? Cái này là một cây mà anh làm anh rất thích, nó tượng trưng như một cái đôi phu thê ấy. Và anh đặt cho cây này là phu thê nhất niên. À, vâng. Vợ chồng có thể sống nhau 100 năm tuổi đấy. Dạ, vâng ạ. Ờ, tác phẩm phu thê bách niên. Vậy mời tất cả anh em đứng đằng trước tí để video sai xin được cái ảnh làm kỷ niệm. Đúng rồi, đứng bên hông, mỗi người anh em đứng một bên. Đấy, phân ra bên này nữa. Đây, à, bạn áo xanh xem bên này. Đứng cùng đây, đấy, nó đẹp. Rồi. Rồi nha. Rồi, ok nhờ. Rồi, ok, đẹp. Rồi. Cảm ơn anh em nha. Rồi, em đi chia sẻ tiếp với mọi người một lượt nữa. Vâng ạ. Đây anh cứ để hay những cái bộ như này nhỉ. Đấy, bạn thấy chưa? Anh chơi vâng, là lấy không gian đúng không? Hôm nay anh làm anh mới kê vào đấy. Như con này xanh quê hả anh? Xanh quê. Xanh quê mà già lắm rồi quý vị ạ. Đây những cái nu nó đẩy đùn lên. Tí nữa video sai sẽ quay riêng những cây cổ của anh ấy cho quý vị các bạn cùng ngắm. Nhìn được sâu hơn anh ạ. Đây bộ bài của anh này.
Anh, con này là sam quả hay là sam hoa anh? Sam trái. Sam trái đấy ạ. Vâng. Sam trái. Không quả, không hoa mà lại sam trái. Tức là nó ra hẳn quả luôn đúng không? Vui. Đấy, anh có những tác phẩm em thích thế chứ. Anh hay đi, anh sưu tầm được những tác phẩm đẹp cực kỳ, những con ruồi quý vị ạ. Này là chỉ có kẹt vào đá nó mới có được như này anh nhỉ. Thiên nhiên ban tặng. Thiên nhiên ban tặng đấy. Hôm nay video Sai mới quay được tất cả những loại cây mà mọi người là bảo mỗi khi em hay quay mỗi xanh không anh ạ. Hôm nay có tất cả những cái đam mê của anh đây rồi, chia sẻ với quý vị rồi. Đây là cây sang. Cây sang này. Đấy. Nhìn đây. Mình đang bắt đầu tạo tác đấy. Đấy, con si đẹp quá. Con si đẹp thật cho quý vị này. Bỏ xuống, anh đang bắt đầu nuôi dần lên. Cái này cây gì hả anh? Cây này là cây sả cá. Vâng, sả cá. Đây là cây dâm bụt. Vâng. Vâng. Cây này vòng hoa này rất hay, rất đáng chơi. Lúc nào nó có hoa. Dạ. Trong cái không gian mà bonsai mình bày nó chỉ một màu xanh. Nếu điểm những cây hoa vào thì nhìn nó sẽ có những cái. Và độ thân khó nó cũng có anh nhỉ, đúng không anh? Thân khó cũng có quý vị ạ. Một cái bệ này đúng là em tức là này gọi là nhổ lên nó mới có được như này anh nhỉ, ở đất đúng không anh quý vị ạ? Trong chậu tròn đấy, đấy cho rồi đúng không ạ? Đấy. Và đúng rồi, dạ vâng ạ. Em chia sẻ nốt cái cây bé này, em lại quay cái không gian trên này khác một chút. Và bây giờ video Sai là xin dừng cái video ở đây, là tiếp tục lên cái không gian trên để chia sẻ với quý vị. Hôm nay là video Sai tha hồ chia sẻ với quý vị cái không gian của anh rồi. Chia sẻ nốt cái cây ruối nữa. Những một tác phẩm anh khai thác về được làm rất già quý vị ạ. Trông như cái tàu sân bay chưa? Dạ. Yeah. Cảm giác như của ở ngoài biển đấy anh, đúng không? Xong dừng đỗ đây. Và đây cây hoa giấy của anh làm cũng đẹp này, cả một mảng được cuộn này. Đấy, hoa giấy đấy quý vị ạ, anh đang làm. Cảm ơn quý vị nhá. Em giới thiệu anh thì nhá, thì đợt này em mới quyết định bán bộ đục này, Đài Loan này và cưa kéo anh ạ. Làm sao anh em hội cây cảnh anh em ủng hộ video bonsai anh lấy các cái này. Dạ vâng. Còn anh cứ dùng thử sau nào thì... Vâng, những đồ này thì theo anh nhìn thấy liệu có dùng ok không anh? Anh nghĩ là ok đấy. Vâng. Đấy, anh là một người thợ thì anh sẽ nhìn được nó dễ hơn đúng không ạ? Ừ, ok. Vâng, ok anh. Vâng, em cảm ơn anh Chí rất nhiều nhá. Toàn cắt phát một. Cắt sướng lắm. Kéo cho cắt trăm rồi. Thôi, cái này để cho anh. À dạ vâng, ok anh. Kéo này kéo Nhật đấy anh? Ờ, kéo Nhật. Ngon lắm anh ạ. Ờ, cắt trăm. Dạ vâng. Anh này chuyên dùng cắt trăm. Cảm ơn anh người đã ủng hộ em. Rồi, ok em. Vâng, vâng. Thì tiên là mới cưa lại được này. Vâng. Cưa này đúng không? Đấy, tiên là ok. Em là mới cưa. Cảm ơn tiên nhá. Đi ra xài này tha hồ xăng xe và tiền cầu đường đi tiếp các nhà vườn khác rồi.